Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Funny Play Game. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tựa game mới, tựa game vừa mới cập nhật update. Hôm nay mọi người hãy cùng theo chân mình nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại level đầu tiên. Wow, tựa game này có đồ họa rất là đẹp. Rất nhiều những nhân vật xung quanh đây, có lẽ đây sẽ là nhân vật chính và chúng ta nữa. Trên một chiếc xe trượt, đây là trò chơi ném bóng nước. Đây, chúng ta sẽ ném vào người. Wow, thật ra đằng kia có một người, nếu có ném tới đây không tới. Wow, đi nữa. Tôi sẽ bắt đầu đi. Hơi khó. Đây là lần đầu tiên chơi trò chơi này nên là có thể mọi người thông cảm nhé. Sẽ là thức dậy mình. Đã qua level 1, chúng ta đến với phần tiếp theo. Và những chiếc hộp. Chiếc hộp gì đây? Đây là nhân vật của chúng ta mọi người nhé. Giao hàng, đây chiếc này là cho người bán hàng. Đây có ông này, không có phần thưởng nào. Cái này là sao trả lại. Chúng ta sẽ đi giao hàng đồng quen. Chúng ta sẽ đồng quen làm gì? Người shipper em Peter tận trên mái nhà. Đây.
rồi mình đã rất còn hàng xóm, còn hàng xóm mà hàng xóm cái hàng xóm đang tắm nhà mình đây. Xa một chút còn mình sẽ nghỉ nhiều hơn, còn mình sẽ nghỉ lộ hàng là xong rồi. Không thấy ra ở ngoài xong sẽ có gì nào. Wow, cái cua. Và chúng ta đã xong level tiếp theo, chúng ta tiếp tục nhé. Level tiếp theo mọi người có thể thấy là ngôi nhà trước mặt chúng ta là nhà của số và đã bị khóa kín cửa. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem nào ông ở số chúng ta đang làm gì. Chúng ta nên cầm thêm một số vật quả táo này để có thể phòng thân. Đây thì ông sẽ cầm ở số đây được. Thank you.
xây dựng sản xuất thành nhanh mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.